Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì trưa nay chúng ta sẽ đi chợ Bào Sen nha. Rồi quay lại chợ Bào Sen lần nữa để coi khô mực, tôm khô. Hôm nay đi với bà chị, bà mua sẵn mình đi theo chơi, quay cho mọi người xem cho vui. Đây là đi trên đường Nguyễn Trãi nè. Khúc này là 98 100 Nguyễn Trãi. Thì có anh chị comment là quay nhà 210 mấy Nguyễn Trãi á, chắc hôm nay em đi bộ chưa tới, hẹn kỳ sau nhá. Đây là hẻm 129 Nguyễn Trãi, bán cơm tấm ở đầu hẻm. Bây giờ rất là nhiều comment của cô chú anh chị, thì mọi người cho em thời gian nha, em sẽ đi từ từ, em sẽ đi tới hết, không bỏ sót chịu là hết. Bởi vì phải đi bộ thì nhìn thấy rõ hơn, còn đi xe máy thì nó thoáng qua bên hiềm thôi. Nhiều khi anh chị nhìn không rõ thì cũng hơi kỳ, nên em sẽ cố gắng đi bộ để mọi người sẽ nhìn rõ hơn và âm thanh nó sẽ rõ hơn. Đây mọi người bán quần áo Tết Yến Phương. Đây phía trước mình là bên đây là chợ Bào Sen nè, ở số cái hẻm Bào Sen. Ở đây thì buổi tối có lẩu dê Bào Sen nằm ở trên đường Lê Hồng Phong. Qua đường nha, mấy phút mình đi bộ qua đây, mấy phút là 10 phút á. Đây có quần áo nữa. Này đồ mới á, đồ nữ. Buổi trưa thì chợ dẹp à, chợ bán buổi sáng thôi. Đây. 2 tỷ ăn Tết đây. Lấy còn 4 tỷ đi chú. Muốn lấy cái nào lấy đi. Còn có 15 giờ bỏ túi luôn. À bỏ túi luôn. Mặt chú yếu hả? Yếu không thấy gì hả? Lấy 2 tờ nha. 20 không? Dạ đúng rồi. Chú thấy không? Thấy 2 tờ không? Rồi lấy đi. Dạ. Lấy 5 tờ đi tao kiếm 10 tỷ. À, 4 tỷ đủ đi chợ Bào Sen được rồi. Bưởi. Chợ này dẹp sớm, trưa là người ta dẹp rồi. Chuối. Chợ bán khô ở đâu vậy sao? Củ kẹo kìa. Đây đồ nhựa, nhìn cái ly xanh xanh đỏ đỏ đó nhớ hồi xưa quá. Hồi nhỏ chú quê hay uống cái ly đó đó, nhìn cái ly đó ngon, để nước dừa vô nhìn nó ngon. Chợ cũng có làm tóc làm nail. Túi sách cho lớn. Đây là cái chợ cá là đây. Dọn hả? Đó có con gọi đó đó phải không? Bên phải hả? Lỡ một chuyến đi
đi sớm được, người ta dọn sớm. Quay trở lại ha. Ồ, biết nhà luôn hả? Trời ơi, tìm tới ổ luôn. Nhà bác, ở đâu? Biết chỗ đó rồi. Có như coi chợ Bào Sen nha. Đúng rồi. Hả? Hả? Đây rượu trái nè. Trái thơm. Đấy. Mua cái gì trang trí nha. Bao lì xì, bông mai các kiểu. Rồi đi chợ mua khô. Đây luôn. Chứ hoài lại cũng quãng đường vậy à. Sẽ ra đường An Dương Vương. Nhớ rồi, xích trên đây nè. Đi, đi bộ xong hồi đi gấp về quá. Đi hồi là hồi trễ. Lỡ tới đây nửa đường rồi. Đây là giao lộ Lê Hồng Phong và An Dương Vương ha. Con đường An Dương Vương chuyên làm đồ xe hơi nè. Mình đi tới xíu là chợ An Đông rồi đó. Giờ mình đi đâu cũng thấy bao lì xì. Đây, đây đi. Đây là đường mình quay ra đường Lê Hồng Phong. Trên đây thì có cái lỗ dê Bào Sen. Mọi người có thể đi đi chợ Bào Sen xong cái tối ra lỗ dê Bào Sen. Lỗ này bán buổi tối rồi. Lỗ Bào Sen ngay chỗ gần với gần cái Nguyễn Trãi và Lê Hồng Phong. Cách con hẻm chợ Bào Sen khoảng chừng 30 mét. Tiền hay rất tiền. Đây là con đường Lê Hồng Phong, đường nổi tiếng có cái quán nước sâm. Quán nước sâm ở đầu đường Lê Hồng Phong Nguyễn Trãi. Hẻm nhỏ này hả? Đúng rồi, thông vô chợ luôn. Lỗ Bát Bủ nữa. Lỗ Bát Bủ kế bên lỗ Bào Sen. Đây quán lỗ Bào Sen đây. Nằm ở số 132 Lê Hồng Phong. Rồi kế bên có lỗ Bát Bủ. Lỗ Bát Bủ của Hồng Kông. Thôi uống ống ách rồi, nãy uống nước chanh rồi. Đây, lỗ Bát Bủ Hồng Kông. Đi trước mặt là đường Lê Hồng Phong. Đây là có nước sâm nổi tiếng. Nước sâm bán nguyên ngày luôn, tới tối luôn. Đây mình qua tiếp đường Nguyễn Trãi nha. Giao lộ Lê Hồng Phong vào Nguyễn Trãi. Đường Sài Gòn xe cộ tấp nập. Một số hình ảnh ở chợ Bào Sen ha. Đi mua khô mà hộc. Sẵn quay cho mọi người xem luôn. 150 mấy Nguyễn Trãi nè.
158. Tới nữa là có vườn bông Úc Tài, rồi vườn bông Nguyễn Văn Tập. Số hình ảnh về đường Nguyễn Trãi gửi cô chú anh chị xem. Rồi, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Đó, một số hình ảnh về khu chợ Bầu Sen, rồi đường Lê Hồng Phong, Lẩu Dê, Bầu Sen, để bà con có thể cập nhật và ôn lại kỷ niệm xưa. Nếu mà có đi đến Sài Gòn thì cũng có những hình ảnh để cập nhật ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.